Lúc nãy thầy đang demo cho các bạn ở đây nó có gì khác với cái chỗ style này không? Các bạn nào thấy cái chỗ style của mình có gì cần phải lưu ý không? À, Bình đang nhìn ở cái màn hình chia sẻ của Bình, cho nên là bạn nào phát biểu thì Bình không có nhìn qua cái mic kịp. Cho nên nếu như mà bạn nào phát biểu mà Bình xác định tốt thì nhờ thầy cô ghi nhận lại để tí nữa mình ghi nhận điểm cộng cho các bạn giúp mình. Cảm ơn. Rồi các bạn thấy là cái style mà thầy viết ở đây có điều gì các bạn thấy nó cần phải lưu ý, cần phải quan tâm không? Như vậy điều các bạn quan tâm ở đây là cái H1 và H6 thầy viết style ở trên này. Cái deep này thầy viết style ở đây. À ha, một cái điều đặc biệt. Bây giờ thầy giả sử cái H3 nhé. H3. Thầy copy cái H3 này ra. Và thầy ghi chỗ này là H3 để mọi người dễ nhìn thấy. Và đây cũng là H3. Như vậy hai cái H3. H3 và H3. Không có gì đặc biệt đúng không nào? Bây giờ ở bên này. Đó, thầy để hai cửa sổ. Bây giờ ở bên này đối với lại cái H3 tại chỗ này. Nếu như thầy định nghĩa trên này H3 color yellow, lưu một cái. Hai cái bên này là yellow liền ngay lập tức. Nhưng giả sử ở trong H3 này thầy để là style và thầy để là color yellow. Yellow nó khó thấy quá. Rồi ok, yellow green. Như vậy các bạn có nhận xét gì không? H3 ở đây và đặt cái style ở đây có gì khác? Có gì khác không? Thì có Khác làm sao em? ngay ở trên thì mình đổi ở trên thì đổi được hai cái luôn, mình đổi H3 hai cái, còn khi mình đổi ở dưới riêng lẻ thì nó sẽ có màu riêng lẻ của nó. Ok, rồi nhờ giảng viên ghi nhận lại giúp mình. À, rất tốt. Nhưng nếu mà mình nói cụ thể hơn thì trong cái slide của mình nó sẽ có nè. Cái style gọi là inline. Một cái style gọi là emerald. Mình đâu quan tâm hai cái này. Còn cái mà external, external này của chúng ta là liên kết với một file bên ngoài thì tí nữa chúng ta sẽ nói đến phần liên kết. Còn bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái, một cái là inline, một cái là emerald. Vậy thì các bạn có thể phân biệt được ở trong đây cái code của mình chỗ nào là yellow hay là yellow green là emerald. Đây, code lý thuyết. Như vậy ở đây các bạn thấy nè, inline là trong dòng, trong cùng một dòng thì gọi là inline. Tức là cái style mà chúng ta code ngay tại cái dòng của từng thẻ một, chúng ta gọi là inline. Cái thẻ nhúng ở bên ngoài nhưng cùng trong một file, thì chỗ này chúng ta gọi là embed.
đặt ở phía bên trên trong cùng một file. Như vậy thì ở chỗ này nếu như chúng ta định nghĩa nó là H3 thì những thẻ nào H3 thì nó có. Còn nếu như chỗ này chúng ta sẽ định nghĩa một cái thẻ ví dụ như là chấm màu hồng hoặc là màu tím. Rồi, trong này mình sẽ để là color. Tím. Màu tím. Ok, mình cho màu này đi. Tím. Rồi. Và ở dưới này, mình sẽ sử dụng một cái cách khác, cũng là định nghĩa ở trên style nha, cũng là định nghĩa ở trên style, nhưng mà mình có một cái H5 class. Rồi, được chưa? H5 màu tím. Chỗ này của mình là H5 rồi. Được chưa? H5 màu tím. Bây giờ chỗ này H3 này. H3 này mình chưa định nghĩa gì hết. H3 này mình cũng cho cái class màu tím. Thì H3 và H5 đều là màu tím. H3 này thì là màu vàng xanh. Như vậy chúng ta sẽ quan tâm đến một số vấn đề khi chúng ta muốn CSS nó hỗ trợ mình. Thứ nhất, tóm lại nha, mình chỉ muốn một thẻ cụ thể nào đó có ảnh hưởng đến cái style này thì mình code cái style đó tại từng thẻ một. Nếu như mình muốn cái thẻ chuẩn của HTML, ví dụ như hồi nãy là H1, H2, H3, H5, H6 gì đó, hoặc là một cái thẻ nào đó mà nó có sẵn của HTML, thì mình chỉ cần định nghĩa ở trên này là H1, thì tất cả H1 ở dưới này đều ảnh hưởng. Ví dụ chỗ này mình có thêm một cái thẻ H1 nữa. Đây là thẻ H1 mới. Thì cái thẻ H1 mới của mình này nè, nó cũng nhỏ xíu à. Được chưa? Còn nếu như mình có một cái thẻ H3 hoặc là H4 đi. H4 hồi nãy giờ mình chưa đụng đến. H4 mới. Chưa đụng đến ha. Đây, thẻ H4 bình thường. Nhưng ở trên này, mình muốn thẻ H4 nó cũng có cái màu tím giống vậy. Thì cái thẻ H4 này, mình đưa vô đây một cái gọi là class màu tím. Thì thẻ H4 nó sẽ được áp dụng. Cho nên, chỗ này chúng ta có thể định nghĩa cho từng dòng gọi là inline. Chúng ta có thể định nghĩa chung ở phía trên là import. Nếu chúng ta định nghĩa cho cái thẻ có trước của HTML thì tất cả những thẻ liên quan nó đều có ảnh hưởng. Còn nếu chúng ta tự định nghĩa, các bạn thấy có sự khác biệt chỗ này không? H6 và màu tím có gì khác? H6 và màu tím có gì khác? Lúc nãy có một bạn được cộng điểm ha. Điểm phân biệt giữa cái chỗ là yellow với lại yellow green. Bây giờ thêm một bạn cộng điểm nữa nào. Giữa H6 và màu tím có gì khác?
Nói đi. Ok, khác chỗ color thì cho color vô luôn. Rồi, font size luôn. Hết khác, còn gì khác không? Hả? Vậy thì cụ thể là hát cái gì? Đúng rồi đó, nhưng mà chưa rõ lắm, chưa tổng quan lắm. Rồi ok, thầy cũng ghi nhận hả? Có bổ sung thêm không? Dạ không, em có ý kiến. Các bạn sẽ thấy là H6 không có dấu chấm, màu tím có dấu chấm. Ok, chỗ này thay vì màu tím thầy để là gì? Bé Mai, được không? Là cái tên thầy tự định nghĩa lấy. Như vậy thì thầy định nghĩa tên gì dưới này, thầy xài cái tên đó. Được chưa? Cái tên này là do người dùng định nghĩa thì có dấu chấm. Còn cái này là do HTML nó có sẵn thì không có dấu chấm. Phân biệt chỗ này giúp thầy nhé. Cũng đều là import hết. Style mình định nghĩa chung trong file. Và đặc biệt cái nữa, nếu như là H1 hay là H6, cái thẻ HTML nó có sẵn, thì khi chúng ta dùng, chúng ta không cần gọi nó, bởi vì bản thân nó có H1, bản thân nó có H6, thì nó tự biết và nó lấy cái style ở phía bên trên. Còn đối với cái thẻ mà chúng ta, cái style mà chúng ta tự định nghĩa lấy, thì ở đâu muốn dùng thì ở đó phải có chữ class. Ở đâu muốn dùng thì ở đó có chữ class. Được chưa? Chỗ này màu tím là nó không ảnh hưởng nè. Nếu mà mình để vô bé Mai cái nữa là nó ảnh hưởng nè. Thấy chưa? Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ phân biệt được ở chỗ này. Thứ nhất là inline, thứ hai là embed, và cái nữa là chúng ta sẽ cấu hình cho, thiết lập cho cái thẻ có sẵn hay là chúng ta tự định nghĩa. Được không? Bây giờ trong dự án của mình có thể có nhiều chỗ, không? Có nhiều chỗ là chúng ta cần phải kẻ khung, có nhiều chỗ chúng ta cần phải tô màu, có nhiều chỗ chúng ta cần phải in đậm cái thẻ H1, đúng không? Thì ở chỗ này các bạn sẽ làm sao? Các bạn sẽ sử dụng một cái file chung để chúng ta lưu giữ cái nội dung của cái CSS đó ở nhiều cái file, và nhiều cái file HTML đều có thể sử dụng được. Được không? Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái external ở đây để chúng ta lấy dữ liệu. Ví dụ như ở đây thầy đang có là demo CSS. Được chưa nào? Thầy sẽ lưu ở một cái file khác. Ở trong này buổi 4 thầy đang để là slide 5. Thì chỗ này thầy sẽ new một cái folder, thường là người ta sẽ new một cái folder CSS. Và trong cái folder CSS này thầy sẽ new một cái file demo CSS. .css. Và các bạn thấy ở đây cái file index, cái file slide 5 nó có cái biểu tượng của dấu lớn hơn nhỏ hơn. CSS nó có biểu tượng là dấu hằng. Như vậy trong CSS này mình sẽ code cho nó, ví dụ như là H1, H2,
mình có H2 đi, hồi nãy là mình định nghĩa H1 ở bên kia rồi. Ví dụ như là color, color ở đây mình cho no, ok. À, sai ha. Có rất là nhiều thứ mà mình có thể thay đổi trong CSS, chứ không nhất thiết là phải chỉ có chừng đây. Ví dụ như sai chỗ đây là mình cho sai lớn đi ha. Lớn. Rồi nó có border. Border, border radian. Border radian. À, ok, mình để border trước đi. Border 1 pixel. Solid là đường đơn màu đỏ ha. Rồi, ok. Như vậy H2 ha. H2. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này, slide 5. Slide 5. Các bạn sẽ đưa cái đường link. Đây là cái style của mình nè. Các bạn sẽ đưa cái đường link ở bên ngoài vào bên trong thông qua một cái lệnh. Đó là lệnh link. Link CSS. Được chưa? Đó. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ đóng cái thẻ này lại cho nó gọn. Link CSS. Như vậy thì chúng ta sẽ có link CSS. Cái đường link CSS này chúng ta chỉ chưa đúng đó. Chúng ta sẽ có sửa lại cái đường link này. Chúng ta sẽ có thư mục là chấm xịt CSS. Rồi sau đó chúng ta mới có demo CSS. Đây là đường link của chúng ta. Chấm xịt. Tại sao chấm xịt? Tại vì chúng ta đang đứng ở đây. Mà cái CSS là nó nằm ở trong cái thư mục này. Cho nên mình chấm xịt, mình đi ra ngoài. Xong mình đi vô lại, đi vô lại. Đó là tại sao mình chấm xịt. Như vậy mình đang định nghĩa cho thẻ H2. Không? Hồi nãy mình định nghĩa cho các thẻ khác. Và mình nhìn lại cho mình chỗ này, thẻ H2 của mình. Đây, H2. Đây, H2 đây. H2 không có ảnh hưởng gì hết đúng không? Mình chưa lưu mà. Mình chưa lưu cho nên nó không ảnh hưởng. Bây giờ mình thử mình qua bên này mình lưu cái thẻ H2 vô một cái coi. Rồi, H2 đã có ảnh hưởng. Tức là nó đã lấy được cái CSS bên cái file demo.css. Đây, màu nâu ha, có kẻ khùng. Có kẻ khùng. Được không? Như vậy chúng ta đã đi qua được cái phần inline, import và external. Được chưa? Inline rất dễ. Inline rất dễ. Import thì chúng ta có hai cái. H1 là thẻ của HTML có sẵn. Bé Mai là thẻ chúng ta tự định nghĩa. Rồi một cái H3. H2 chứ, H2 chúng ta chưa làm gì hết. Thì H2 này chúng ta định nghĩa style ở bên cái file là demo. Bên này chúng ta cũng có thể định nghĩa một cái thẻ mới ha, một cái thẻ mới là post đi. Post. Một cái hộp ha. Thì cái hộp của mình sẽ sử dụng width là khoảng cỡ 100 pixel. Một cái nữa là height của mình là 150 pixel. Mình sẽ có border. Border của mình là 1 pixel. Solid brown. Rồi mình sẽ có background color. Ví dụ background color của mình là mình chọn màu rồi màu xám đi, màu này đi. Rồi
Như vậy mình là port ha. Và thầy sẽ sử dụng ở bên phía bên này. Thầy có một cái dip. Thầy có một cái HR để cho nó có một cái đường kẻ các bạn dễ thấy. Thầy sẽ có một cái dip. Và đây là khối mới. Và thầy sử dụng một cái class hồi nãy của mình định nghĩa bên kia là pop. Rồi. Đây, các bạn thấy cái pop của mình đây. Đó, đây là khối nè. Bây giờ mình sẽ copy cái này, đây là khối mới 1. Bây giờ thầy sẽ copy cái này ra. Enter. Đây là khối mới 2. Đây là khối mới 3. Rồi, nhìn ra kết quả. Đây là khối mới 1, khối mới 2, khối mới 3. À, nó dính liền nhau. Mình qua cái bên CSS. Trong cái khối này nè, mình đẩy nó ra. Đẩy nó ra, mình dùng cái thẻ là Bitkin, ví dụ như 10 pixel. Ha, thẻ đẩy ra ra 10 pixel, đây, nó đẩy ra nè. Nó giãn dòng ra. Được không? Ví dụ mình cho nó nằm ngang. Mình thêm cái thẻ nữa. Plot left, lưu cái. Nó nằm ngang. Được chưa? Như vậy thì đối với lại CSS của mình, các bạn thấy là cực kỳ mạnh mẽ để các bạn thiết kế một cái giao diện đẹp. Các bạn demo giúp cho thầy đơn giản ha. Thứ nhất là bạn sẽ có một cái thẻ ở bên ngoài là cái file demo.css và file demo các bạn sẽ đặt ở cái thư mục là CSS. Sau đó đặt demo. Và nếu như các bạn lúc nãy làm chưa đúng thì các bạn cho thầy buổi 4. Tạo cho thầy một thư mục buổi 4. Trong đó mình có slide 5. Rồi sau đó mình có gì? Demo CSS. Được chưa nào? Và trong cái demo CSS thì các bạn cho thầy H2 và một cái box. Plot left để làm gì? Thầy nói sau đúng không? Là để cho nó dàn hàng ngang. Margin để làm cái gì? Để cho nó đẩy cái đối tượng mình đẩy ra xung quanh. Ở xung quanh phải tránh xa tôi ra ha. Margin tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra một tí, một sải tay, đúng không? Tránh xa tôi ra. Width là độ rộng tối đa của cái hộp này và cố định luôn. Cố định luôn. Hai là độ cao cố định. Border là cái biên. Biên này có kích thước 1 pixel, kiểu đường đơn, nét liền, màu xám. Patrol color, màu vàng, 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 hơi trắng tí xíu. À, bạn thử chỗ này giúp thầy. Bạn có thể định nghĩa lại, bạn có thể định nghĩa lại cái CSS của riêng bạn, làm sao mà bạn thấy nó ok là được. Đó là CSS của chúng ta. Và đối với lại cái file, đối với lại cái file ở đây, các bạn sẽ sử dụng cái đường dẫn để lấy CSS. À, các bạn sẽ quan tâm đến cái đường dẫn giúp cho thầy liên quan đến CSS. Ngay phía sau title ha. À, các bạn có một cái đường link để liên kết đến cái CSS mình mới định nghĩa. Rồi, bài tiếp theo ha, các bạn sẽ làm giúp cho thầy sử dụng một cái thẻ bên ngoài, định nghĩa một cái box. Cái box trong đó nó có là plot left dàn hàng ngang, margin đẩy bạn bè ra bên ngoài. Ha, width là độ rộng cố định, 2 độ cao cố định, border và background
Các bạn có thể thêm những cái thuộc tính mà các bạn tìm hiểu được vào cái box của mình. Và kết quả cuối cùng các bạn sẽ có một cái box ở đây. Đây, kết quả cuối cùng các bạn sẽ có một cái box ở đây giúp thầy. Đó, nhiệm vụ của các bạn là tạo ra các cái box đó giúp thầy.